Quá trời quá đất rồi anh chị ơi. Hiện tại bây giờ trước mặt màn hình anh chị là chồng chị Nhon là anh Thiểu. Thì cái chị mà gả đàn ông là chính là anh trai của chị Nhon này, đã tưới xăng lên người chị Nhon này, tưới xăng lên cái nhà chị Nhon này, đốt rụi nhà chị Nhon này, và chị Nhon này phỏng. Nếu mà so ra với chị Nhon này với con bé Tiên á, là chị Nhon này nặng gấp 10 lần bé Tiên. Rất là đáng thương luôn của chú chị. Thì trước màn hình anh chị thì một chị Nhon đã bị người anh trai mình hủy hoại thân thể của đứa em gái, rất là tàn nhẫn luôn anh chị. Thì nếu mà so với hoàn cảnh của bé Tiên thì chị Nhon này rất là đáng thương hơn nhiều, vì anh chị cũng biết người dân tộc đã khổ rồi, đã khó khăn rồi, nhưng mà còn gặp hoàn cảnh như thế này nữa thì em không biết nói như thế nào nữa anh chị. Để em chỉ hy vọng rằng cô chú anh chị mình mở lòng từ bi ra mà giúp đỡ cho chị có một cái chút đỉnh kinh phí để chị chạy chữa bệnh đó anh chị, rất là đáng thương. Cũng là con người không mà tại sao lại đối nhân xử thế như thế này, không còn biết nói như thế nào nữa anh chị. Một người lành lặn mà nỡ nào mà dùng xăng tưới lên người của chị Nhâm này, đã mà chính là anh ruột của mình hủy hoại thân thể của em gái. Cái chuyện này mới là đau lòng anh chị, thì tình luôn.
lên một cái quen đó thì em phải che hết ráo chứ trong là em bị vi phạm YouTube á, chắc có gì mới vậy. Thì nói chung là chị cũng em nãy giờ em nói rồi, em sẽ đi một chuyến, đi em lên chảnh em tìm hiểu và nguyên nhân từ đâu xuất phát ra như vậy. Mà cái vụ này em thấy còn hơn là cái vụ bé Tiên anh chị. Thì nói chung là vụ bé Tiên thì có một mình bé Tiên thôi, còn này là luôn cái nhà là đã mất luôn rồi, cháy luôn rồi, không có hai vợ chồng thì cũng may mắn cái là không có con. Thì em cũng đường like cũng dài rồi, thì em xin chào anh chị nha. Em chúc tất cả anh chị có một buổi chiều thật là nhiều vui vẻ và nhiều hạnh phúc, nhiều bình an nha. Anh có lời nào gửi đến cảm ơn cộng đồng mạng để cộng đồng mạng xem xét giúp đỡ cho anh không? Xin cảm ơn rất đông, có đông mà mong mong có đông mà là hãy giúp đỡ cho em, khó khăn quá em không biết nói gì hơn. Thì nói chung là ảnh là người đồng bào thì anh chị cũng cảm, ảnh cũng như em vậy, nhát ăn nhát nấu lắm anh chị, thì anh chị cũng thông cảm. Thì thôi em cũng xuống đường like đây, em xin cập nhật cái đường like, đường like tiếp theo cho anh chị biết, để em sẽ, anh em sẽ đi lên một chuyến trung tâm để tìm hiểu cái nhà của ảnh bị đốt như thế nào nha anh chị. Em máy bay cô chú chị. Thank you.